Bữa nay coi bộ em có điều chi phấn chấn thì phải. Chiều Hồ Tây đẹp chứ anh. Thơ của ba. Ba bảo cả anh cả em về trong đó, em tính sao? Ba đã bảo thì phải nghe lời chứ còn tính toán gì nữa. Nhưng mà do em quyết đấy nha, không mai mốt lại nói là do anh xía vô. Được, về đừng có hí hửng quá mà ngã đau đấy nha. Có em, anh chẳng lo gì cả. Này, em tính thế này nha. Nhà thì mình trả lại khu tập thể rồi. Cái bàn mình tặng cho anh Khải làm kỷ niệm, vì từ lâu nay anh đang mơ ước có cái bàn giống như của bọn mình. Cái giường thì đem tặng cho bà cụ gia đình thương binh cạnh nhà mình. Còn... đồng ý hết, khỏi bàn với anh. Nữ hoàng à. Chẳng nhẹ gì cho anh đâu, riêng tủ sách sẽ phải mang đi hết đấy. Nuôi ơi, bác Hải, bác Hà vừa mới vô. À, con lên phòng chơi với hai bác đi. Bác xin phép vô chào nội đó, nội có bằng lòng không? À, em thấy thế nào? Cô Thường Anh kìa bác. Chị Hà. Chị Hà, chị có thích không? Cô ấy chỉ thích có mỗi cái vòi nước thôi. Sao vậy bác? Cứ hỏi bác ấy thì biết. Nào cho Nga, quà bác dành cho cháu đây. Má cho phép, bác Hà của con đó mà. Cháu xin cảm ơn bác. Xuống chào má. Ăn mặc thế này à? Thưa nội, con đi học. À, bác Hải, bác Hà đến chào nội kìa. Hà xin phép má để đến cơ quan. Sao con đi gấp vậy?
Cô để tôi làm cho. Sao cô cứ luôn tay luôn chân vậy? Dì cứ để con, con vẫn làm mà. Hải, hôm nay con đi với má. Còn Hà, muốn đi đâu đó thì để em Hằng đưa con đi. Dạ. Đồng chí Hà là con dâu của chú Tư Quỳnh đó mà. Chà, vậy là sợ đụng chạm với mẹ chồng chứ gì. Đồng chí là đảng viên, là kỹ sư kinh tế, về nhận việc ở ban cải tạo công thương nghiệp là đúng hết sức. Đặc biệt là trong lúc này. Thưa anh, cho tôi hỏi ông Sĩ có đây không? Đúng là ông Sĩ ở đây, nhưng ông ấy đã đi ăn cơm rồi. Anh có biết ba tôi ăn cơm ở đâu không? Mấy ông độc thân ở đây thì tiền nghi di tản. Dạ, cảm ơn. Bà ở cao thiệt. Cư xá này có cầu thang máy, sao người ta không dùng tới? Những máy móc này để lâu không ngó ngàng đến là hư hỏng cả. Lãng phí phải biết. Cách mạng cỡ như ba, sao lại chịu ở chỗ chật chội vậy? Ở trên rừng, mỗi ông một cái võng cũng xong. Bây giờ ai cũng dành biệt thự rộng thênh thang, coi cũng kỳ. Nhờ vậy mà ba biết được đời sống của những người ở cao ốc. Mất điện là tắt nước. Nghĩ cũng tội nghiệp ba, đứng dẹo cả người. Nói đến ba chỉ cười à. Ba nói bọn mình trướng gây sự, có lên rừng một lần nữa cũng sẵn sàng. Thằng có bằng tiến sĩ, ở nhà vậy mà không buồn hả? Cũng nói thiệt thì con gái ở trong này, hễ có chồng rồi chỉ lo việc nội trợ thôi. Mình cũng sắp nhận việc rồi, mình chưa thu xếp được thì giờ để đi tìm mộ ông già mình đã hy sinh ở sông Trà. Rồi cũng phải đi thăm Sơn để động viên chú ấy. Được phép thăm hả chị? Tất nhiên là phải được chứ. Và cũng phải đi thăm em Quỳnh, không thể để em như thế được. Quỳnh, bữa nay con được nghỉ để ra trại chứ mà. Dạ, em giặt vũ cùng bên cho tụi nó một lần chót để kỷ niệm anh à. Trong hai người thì mình thấy Quỳnh sinh ra lại tốt hơn là cậu. Môi trường Sài Gòn dễ kích động cô ấy lắm. Cũng kỳ cục thế, bản chất cô ấy một đường lại hành động một nẻo, khó hiểu lắm. Nè anh có biết không, một nụ hôn cũng không cho đâu. Cái đó thì tại cậu rồi, phải mạnh dạn lên chứ. Thiếu anh được chấp nhận ở lại trại công tác rồi. Anh làm gì kỳ vậy? Anh nhất định xin ở lại à? Như vậy tốt cho anh hơn. Nếu Quỳnh...
Em phải về thôi. Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho ba má em. Anh chỉ lo ở Sài Gòn. Vậy mày kích động hả? Anh coi, bọn nó mà đi làm về thấy em tổng vệ sinh như thế này thì khoái phải biết á. Ủa, anh Tư, anh sao đi tuốt lên trên đó? Ôi, già rồi, lẩm cẩm. Thành quỷ còn phân công anh trụ trì ở tổ chức thì anh chưa có lẩm cẩm đâu. Vô nhà đã. Sao, bao giờ thì hòa bình? Gay lắm anh Tư. Vậy chứ anh muốn trút gánh nặng của gia đình anh cho ai giải quyết? Chạy như vậy thì đâu có được. Sao bữa chị ấy lên kiện với anh Sáu anh cũng bỏ chạy? Mình thì khác, bả là dân ruộng mà muốn lên Sài Gòn nhập hộ khẩu thì phi lý hết sức. Xa nhau mấy chục năm, bây giờ mỗi người mỗi nơi, nghĩ cũng tội. Rồi sao? Tôi mới động viên bà, ráng cố gắng 5 năm nữa là mình hưu. Chị chịu không? Không. Thấy chưa? Chuyện sinh hoạt còn khó vậy, huống chi chuyện của tôi là chuyện động trời. Đau đầu lắm. Có mấy con khô tụi nó mới cho đây. Nướng đi, làm đại một xị đã. Rồi. Má à, có vô lịch chiều nay ba sẽ về có việc. Theo ý con, nhân dịp này ba má nên hòa giải với nhau cho cả nhà được vui vẻ. Má cho rằng sống như thế này lại hơn. Cứ coi như ba con đang ở với bà vợ nhỏ. Khi nào ổng cần gặp má hay các con, ổng cứ tới. Như vậy sẽ yên ấm hơn. Chứ về ở hẳn với nhau là đúng liền. Con cũng cho như thế là đúng. Nhưng ba có tuổi rồi, cơm nước thì gặp chăng hay chớ. Nghĩ thế mà thương. Ba nên cho Thuận Ánh sang ở săn sóc ba. Hay là má để con sang với ba? Ai đi thì cứ việc đi. Riêng con Ánh, má con Hằng, con Quỳnh thì không bao giờ. Từ nay anh cấm em không được nói leo nữa đó. Em là dâu, việc nội trị trong nhà là việc của má. Ba là một bài học rồi. Mình cần phải ý tứ một chút để gây ấn tượng tốt với má. Tức là anh muốn em phải như câm như điếc chứ gì? Hãy học tập em Hằng đấy. Im lặng là vàng, hiểu chưa? Còn cái vụ nhảy tót vào ban cải tạo nữa, tổ chức điều hành thì mình phải liệu đường mà nhảy ra. Má mà biết, má đuổi thẳng cửa. Anh nghe em, chúng mình nên sinh ra ở riêng. Chưa bao giờ em cảm thấy lệ thuộc, mất tự do như những ngày này. À, không đi đâu hết. Anh là con cả, anh phải có trách nhiệm với má. Trách nhiệm? Trách nhiệm cũng có khuôn khổ của nó thôi anh Hải à. Nga nói.
Đây. Nói tới về chuyện của ba con nè, và báo tin cho cả nhà cùng mừng là 30 tháng 4 này ba con được về rồi. Chừng nào có tin báo chính thức, cả nhà cùng đi đón ba con ha. Cho con đi với nội. Ờ, con cũng đi chứ sao. Nội ơi, khi nào ba con về đây thì nội cũng về ở với con nghe nội. Nội ở một mình hoài không buồn sao? Vô nhà đi ba. Cả nhà đi vắng rồi hả? Dạ. Thế này nha, con vô mời bác Hà xuống đây cho nội nói chuyện một chút ha. Dạ. Ba. Xem nào, con có bộ không được khỏe lắm hả? Sao vậy? Có lẽ do thay đổi khí hậu ba. Con nghĩ lại rồi, ba nên về ở đây thôi. Có thể hạn chế được phần nào và giữ gìn được má. Còn bọn con... Sao? Có lẽ xin chuyển về ở cơ quan thôi ba. Ba. Con lo mất Hải quá ba. Chính vì sợ cô độc và tiêu cực trong việc nhà nên ba mới nhắn con vào. Tôi biết mình là người đi xin việc. Em đã cố nhịn mà không được chị à. Họ tiếp khách khó chịu quá đi. Những loại người như thế hiện nay không phải ít đâu Hằng à. Cái chính là mình được làm việc để phát huy khả năng cống hiến, và mình sẽ tồn tại bền vững. Những kẻ như ông ta đến một lúc nào đó sẽ bị quy luật tiến lên loại trừ thẳng cánh. Cho nên Hằng cứ trở lại, có gì mình sẽ cùng đi với Hằng. Hồ sơ em còn để đó, em sẽ đến lần nữa. À, chị Hà này, những người ở đó được đào tạo ở trường nào hả chị? Ừ nhỉ, mình cũng chưa kịp tìm hiểu nữa. Nhưng chắc chắn là ngoài đức độ ra thì còn phải có trình độ cao. Bởi lẽ đó chính là nơi biết tận dụng và phát huy khả năng của cán bộ, còn là nơi quyết định số mệnh mỗi con người. Vô kiếm cây đột xuất vừa qua tôi thoát được là nhờ thằng cháu làm việc ở quận. Nó báo trước, đợt này coi bộ khó rồi đây. Không lót lớn chắc không xong. Kỳ rồi mình lót một chiếc xe Honda là khỏe. Kỳ này thay con Hà, mình đi hai cà rá, một dây chuyền. Bị con nhỏ cảnh cáo, thiếu điều muốn lại nó mới khỏi lập biên bản. Con Hà đó,
mới từ Bắc vô mà sáng một cây. Hãng dệt Phương Đông lạ với con này, phải nộp phạt tới phá sản do lậu thuế. Thì cáo cảnh như ông Phi Hùng và bà giáo đây đã nhận hai lần cảnh cáo rồi còn gì nữa. Khai mang ha. Đâu có, khai lầm. Xin mời hai ông đại diện hãng Tân Lợi và Hòa Phú. Đó, vô mày chém rồi. Xin đến phòng 20. Trúng con Hà rồi. Khó đó nghe. Chưa chi đã cà lâm cà lập vậy ông. Mình còn chủ bài trong tay mà. Có gì cứ lật tẩy thằng Hải ra thì con vợ nó phải co lại ngay. Không hả, con này vào bẫy thì đừng hòng qua mặt nó. Phòng 20 bên kia. Thưa bà, xin chấm dứt ở đây. Yêu cầu ông mang hồ sơ về làm lại lần cuối cùng. Nếu tiếp tục thiếu thành khẩn thì buộc lòng chúng tôi phải nhờ đến pháp luật. Alo, nhà máy 1 tháng 5 đó. Xin cho tôi gặp anh Hải phòng kỹ thuật. Dạ, anh Hải hiện giờ không có nhà máy ạ. Dạ, xin cảm ơn. Ăn đi các con. Rồi, các con cứ tự nhiên nghe. Kìa Huynh, chị chưa kịp lên thăm em thì em đã về rồi. Lúc con về Sài Gòn, mấy đứa bạn ở trại kêu làm bữa liên quan chia tay. Xin lỗi, lúc ở đây các người coi tôi là loại người bỏ đi, giờ lại làm cái bộ thân thiện chia tay chia chân. Bye bye. Vì vậy có xe về Sài Gòn là con dông thẳng. Tụi nó tức muốn chết vậy đó. Mà tức, tức gì chứ, tụi nó đâu có cần con. Còn bữa ăn tụi nó hưởng, chứ đi đâu mà tức. Sao chị có thể cải tạo những ăn cướp, gái điếm thành người tốt được không? Làm sao tốt được khi mà bắt mình lao động như là tù khổ sai, tối tăm cả mặt mũi. Sao trên tivi có nhiều người được cải tạo nói hoàn toàn khác với chị? Việc gì mà mày phải coi tivi? Mày coi ba đó. Ổng lúc nào cũng nói tình thương, trách nhiệm. Sự thật thế nào? Không ưa hả? Là ổng cho đi cải tạo tuốt.
cách mạng mà. Quỳnh à, dù sao Quỳnh cũng nên nói năng có suy nghĩ một chút, không được đụng đến cách mạng và ba. Xin lỗi nha, vẫn coi chị như là chị dâu, chứ đâu nghĩ chị là cách mạng nội. Má, lẽ ra không nên để một người cách mạng nào lẫn vô nhà mình hết. Ăn đi các con, ăn đi. Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, là việc nội trị trong nhà này là đừng có xí vô kia mà. Anh có say rượu không đó? Câm miệng. Cô nên nhớ đây là Sài Gòn chứ không phải Hà Nội đâu nha. Tôi đã phải nói như lại cô là nín nhịn. Sau này má mất đi, mình là người thừa kế chứ còn ai nữa. Vậy mà anh có dính vào vụ phạm pháp của Phi Hùng không? Kính gửi bà Thu Hà, những hoạt động kinh doanh của hãng chúng tôi thời gian qua đều được sự chỉ bảo ân cần của ông Quỳnh Phú Hải. Mong bà nhận món quà coi như sự đền đáp nhỏ của chúng tôi. Xin đa tạ Phi Hùng. Thế em báo cáo việc này với ban cải tạo chưa? Anh đã nói là không liên quan đến anh, tại sao phải hỏi? Theo anh, em không nên báo cáo, gây căm thù với bọn tư sản. Chúng sẽ thuê côn đồ trả thù. Vậy theo anh, nên nhận hối lộ rồi im đi. Cũng như phải câm miệng khi ở trong nhà này chứ gì. Em tha lỗi cho anh. Lúc nãy anh có quá chén, thành ra... Tại sao con lại ngu như vậy hả? Tình thế này dù phải quỳ lại nó con cũng phải làm con à. Miễn sao nó chịu nhân nhượng cho Phi Hùng. Con chắc không được đâu má. Con biết tánh Hà, nhưng con là chồng nó kia mà. Ừ.
Sao chị không ngủ nữa đi? Em dậy để đi tập mà. Chị cũng phải chuẩn bị đi làm. Ráng vui vẻ nha chị. Cô đi đâu vậy? Em ngủ với Hằng với Ánh. Nhà này còn có người trò chuyện được với cô kia. Người ta nghĩ đẹp về anh đấy. Cảm biệt. Hôm nay tôi phải dạy cho cô biết thế nào là lễ độ với chồng. Đồng chí, cho xe trở vào kho. Chúng tôi được lệnh kiểm tra nhà máy của ông. Trước khi đọc lệnh, tôi trả lại ông món quà mà ông định hối lộ. Chúng tôi cảnh cáo, hành động phạm pháp này chỉ tại cháu, vì sợ liên lụy đến gia đình mình, xử lý công việc có chậm trễ nên bọn nó có thì giờ tẩu tán bớt nguyên vật liệu. Thế là đủ, thật ra cũng chẳng có việc gì để trách nhau cả. Chú ạ, bây giờ cháu mới hiểu tại sao ba chồng cháu phải bỏ nhà mà đi, và tại sao nhiều đồng chí ta trong kháng chiến dũng cảm như thế, tốt đẹp như thế mà về đây trở nên sa ngã trước cạm bẫy của bọn tư sản. Chú ạ, cháu xin chú cho cháu chuyển sang cơ quan khác. Theo chú thì vụ vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, chung cuộc nhất định sẽ ác liệt hơn nữa. Chẳng lẽ vì thế mà ta rút lui sao? Ba. À, Hà đó hả? Sách gì đầy vậy? Con coi ở cao ốc mà mất điện hai ngày liền. Thiếu trách nhiệm hết sức. Nước mình chưa thấy ai bị tù vì thiếu trách nhiệm đâu ba. Một lon gạo mà lượm ra được chừng ấy tóc. Con coi được không? Con đã nói với ba rồi, không mấy ai mất chức vì thiếu trách nhiệm đâu mà. Ba có dịp thưởng thức đời sống cán bộ công nhân viên như thế này đâm ra quá hay gì hết. Nhân tiện con ở đây công luôn với ba. À, con Quỳnh về rồi phải không? Nghĩ cũng tội cho nó. Đáng lẽ ba có bổn phận phải xử lý tốt hơn.
ba cứ ân hận mãi. Ba đã nhận ra như vậy thì con tin Quỳnh rồi sẽ nhìn thấy vấn đề. Cô ấy không phải hoàn toàn là người xấu. Theo con, ba nên về nhà càng sớm càng tốt ba. Lại còn chuyện anh Hải nữa. Sao vậy? Lẽ ra với người khác, hành động của anh Hải đủ cho bọn con chia tay nhau rồi. Nhưng con đã yêu Hải từ lúc anh ấy còn nhiều thói xấu, và anh ấy tốt lên ở bên con. Vì vậy con sẵn sàng tha thứ ba. Nhưng ba phải bằng mọi cách kéo Hải ra khỏi má. Bởi vì bên an ninh và bên cơ quan con đã có đủ chứng cứ về tội lỗi của má trong các vụ kinh doanh phạm pháp và đánh cắp tài sản của nhà nước. Hải có dính líu ít nhiều vào các vụ này ba. Ba phải gặp má con mới được. Thật kinh khủng. Theo con, ba nên bình tĩnh. Mọi tác động của ba vào má con bây giờ sẽ lộ hết mọi việc. Và như vậy thì con lại phạm sai lầm lần thứ hai nữa. Rồi người ta lại đồng ầm lên là ba tống nốt ba ra tòa. Thôi được, vì con ba sẽ im lặng. Từ hôm vào đến giờ lấn bấn quá. Con phải đi tìm mộ ba con. Nghe đâu được quy tụ về đài liệt sĩ ở tỉnh rồi ba. Chậm một chút được không con? Đường xá xa xôi quá. Đợi ba thu xếp rồi ba cùng đi với. Cảm ơn ba. Khỏi phiền ba, con đi một mình cũng được rồi ba. Từ trên cục vào thứ ba. Mời các chú dùng nước. Đồng chí Sơn, đại diện của cục. Dạ, rất hân hạnh ạ. Chào ông. Chúng tôi yêu cầu bà trả lời về các vụ kinh doanh bất hợp pháp, tàn trữ hàng trái phép, đồng thời tổ chức các vụ ăn cắp hàng nhân sơ hở của nhà nước. Ông nói làm tôi hơi ngạc nhiên. Có kẻ đã hiềm khích tố giác sai với các ông rồi. Chúng ta đã gặp lại nhau lần thứ hai rồi thưa bà. Các ông sẽ phải chịu trách nhiệm về sự vu cáo. Tôi sẽ kiện lên thành ủy
về việc này. Bảy kho dự trữ hàng, kể cả ba điểm phân tán ở Biên Hòa, Thủ Đức và cả Long An nữa. Cô cất xe cho má con. Có chuyện gì vậy bà? Ông Phi Hùng đánh hơi thấy lộ, hắn cho nổ các kho và các nhà máy. Trời, tôi đến hỏi xem có phải nguồn gốc những chuyện này xảy ra tại nhà bà không? Tại thằng Hải và con Hà. Chính tôi cũng bị truy vấn suốt chiều nay ở nhà máy. Chứng cứ ở trong tay họ đầy đủ. Chỉ tại bà nuôi ông tay áo, đã tới lúc bà phải trút bỏ đi cái áo tiết hạnh với ông chồng cộng sản của bà đi. Và cái đạo làm mẹ với thằng con nửa đỏ nửa đen đó không đổi trời chung với bọn họ được đâu. Có chuyện gì vậy má? Kỳ này nhà mình sẽ phá sản. Có lẽ má sẽ bị ra tòa. Đồ ăn cướp, chúng nó muốn lột hết của người ta. Má, nếu đúng sự thể đổ bể như vậy, má phải mở cuộc vận động ngay từ bây giờ. Má cảm ơn con. Má định bán nhà này để có tiền nộp phạt và đóng thuế. Không thể như vậy được má à. Phải vậy, nhất định phải vậy. Kiếm một cái nhà nhỏ ở với nhau. Bao giờ Sơn về sẽ tính sao? Còn Hải, má tiếc hồi xưa má làm ăn khá giả, lại không có con bên cạnh. Cũng may, vợ chồng con là người nhà nước, làm cách mạng, lại là trí thức như các con. Chắc chắn thành ủy sẽ lo cho con một cái nhà rất là đàng hoàng. Má, sao má nỡ tàn nhẫn với ảnh vậy? Cho tới hôm nay, má mới hiểu nổi tại sao ba con lại đối xử với gia đình bằng chính sách trại cải tạo. Khi đụng nhau về chính kiến, cần phải có trái tim bằng sắt. Má không bán biệt thự đâu, nhưng má cần nó ra khỏi nhà. Tình xấu nhất, chúng ta sẽ đi nước ngoài. Hồi mới vô, anh cũng gặp em ở chỗ này đây. Nếu em biết được, lần đầu tiên bước chân qua cửa nhà này, anh bị lột sạch, thì cuộc chia tay ở đây có ý nghĩa hơn nhiều. Anh, má vẫn thương anh. Má chỉ ghét Hà nên cư xử với anh như vậy. Nếu như anh chịu bỏ Hà, chắc chắn má sẽ... Cảm ơn. Anh hiểu má hơn em nhiều lắm. Anh có một lời khuyên nhỏ, là anh cần tìm hiểu ba hơn. Ba là người nhiều tình cảm, tuy bề ngoài ba vậy đó. Anh, nhưng anh sẽ bỏ Hà chứ?
Quỳnh nhận ra chứ? Trốn trại à? Sao bộ hai ngày? Có cần tiền không? Cần bộ việc khác. Dẹp. Tôi này cần một chiếc xe hơi. Làm gì? Sắp tới bọn cộng sản kỷ niệm ngày giải phóng. Tôi này cần gây một tiếng nổ, xong việc cần xe tẩu thoát. Nổ vào cộng sản? Mày nổ vào ba tao đó à? Tao không thích chơi cái trò đó. Biết tin Hiếu Ác Kinh sắp lấy con Nguyệt chưa? Nguyệt lửa đẹp nhất trại đó. Cút đi. Thề danh dự với bồ, ai cũng nói bồ bị Hiếu Ác Kinh dụ ngon. Nói giả đò chọc cho bồ giận, bỏ về. Nó cứ êm cùng Nguyệt. Tụi nó ngầm với nhau từ hồi bồ còn ở trại. Thằng Hiếu sẽ phải chết. Nếu cần, tôi sẽ giúp bồ. Bao giờ cần xe hơi? Chị Hà ơi, báo có đăng ảnh anh Hiếu hát Queen. Bạn của chị Quỳnh nè. Đây hả? Chị Hà này, em hỏi thiệt chị nghe. Phải kết mạng với nhau cả mới được yêu nhau phải không chị? Ai bảo với em như vậy? Thì ba cũng muốn chị Quỳnh yêu anh Hiếu đâu. Vì anh Hiếu là lính ngụy. Mà như vậy là đúng. Như ba với má kết mạng với tư sản, sống có hạnh phúc đâu. Cuộc sống vốn sinh động, không có gì tuyệt đối cả em à. Người cộng sản trong cuộc đấu tranh giai cấp không phải chỉ xung đột mà còn có sự cảm hóa và sự cải tạo. Ba cảm hóa được má thì ba má sẽ hạnh phúc như trước đây, hồi má chưa đi vào con đường bóc lột. Và Hiếu Ác Quyên đâu còn là vết tích của quá khứ. Cho nên theo chị, không nên phân biệt thành phần, nhưng mà cần phải xác định ý nghĩa tích cực của tình cảm khi yêu. Giả dụ như em yêu một anh chàng nào đó chẳng hạn. Làm gì có, mấy cuộc chiến tranh trong nhà mình đã làm em phát quản lên rồi. Các cô có điện khẩn nè. Cảm ơn chị. Hai con về gấp lo việc của Quỳnh. Ba. Quỳnh nói sao vậy ba? Bà đang lo chuyện của nó đây. Quỳnh đã bị bắt rồi. Quỳnh em, biết em bị lầm lạc, do tính tình dễ bị kích động, nên ba và chị Hà đang chạy lo bảo lãnh cho em về. Em nên bình tĩnh khai báo thiệt tình với nhà chức trách. Chị của em, Hằng. Có ưa. Nội, con đi học về. Má ơi,
con được nhận đi làm việc rồi. Má, ba vừa kêu điện thoại về, nói chiều nay đem xe đi đón Quỳnh. Phá hai người bảo lãnh đó. Ba con với ai? Thằng Hải hả? Dạ không, chị Hà nhận bảo lãnh. Vậy à? Ba nói mời má cùng đi. Hả? Có lẽ má không đi được. Má mệt. Thôi. Chào đồng chí. Chào cô. Dạ. Chào đồng chí. Dạ. Chào anh. Chào ông. Tôi còn nhớ hồi đầu giải phóng, ông đã hỏi cung và tha tôi. À, Hiếu Aquin à. Dạ, sẽ kêu gấp, thành ra còn thời gian đại hội kia mà. Dạ. Cháu đây cũng là người nhà. À, được rồi, mời ngồi. Mời ngồi. Mời ngồi. Ba. Quỳnh. Má và Thuận Ánh đâu? Bé Nga đâu? Thuận Ánh đi học. Bé Nga đi học mà. Quỳnh không muốn nhận ra ai đây à? Hôm nay anh Hải có đi làm không ạ? Anh Hải đi công tác ở Tây Nguyên chưa về, cô cũng biết sao. Dạ, cảm ơn bác. Nội, con chúc nội mau lành bệnh. Nội cảm ơn con. Bây giờ con lên phòng đi, cho nội bàn công chuyện. Ở đây đông vui vậy mà con phải lên phòng một mình, buồn quá. Xin phép nội con lên phòng. Ừ. Bữa nay má muốn nói với các con một việc hệ trọng. Má đã sắp đặt xong. Trong vòng một tháng nữa cả nhà mình sẽ đi. Các con phải gạt hết mọi dương vấn và sự dụ dỗ của cộng sản. Trong một năm vừa rồi má đã tích trữ được số vàng và kim cương gấp 3 lần số vốn trước đây. Với lại ở bên Pháp má có tài khoản ở ngân hàng, tất cả thuộc về các con. Má, con sẽ không đi đâu. Con còn có anh Hiếu. Má sẽ lo cho nó cùng đi. Con chịu chưa? Má, bây giờ con đã hiểu ba, hiểu cả chị Hà. Má nên nghĩ đến sự sum họp của gia đình. Má nên nghĩ đến ba. Im ngay, không bằng tới nữa. Má, con không đi đâu. Má, con cũng không đi đâu. Mày cũng không đi kìa. Mày có biết mày là ai không hả?
con riêng của tao. Chỉ một người Pháp, ba mày đâu có phải là cộng sản. Biết mày phản bội, tao đã giết mày trong trứng rồi. Cả con Hằng nữa, cộng sản lung lạc được mày rồi hả? Trời ơi, chúng đã cướp hết con của tôi rồi. Ba nói con là phải can đảm nhìn vào sự thật con à. Không việc gì cả, con vẫn là con của ba. Ba, không phải sắp nhỏ à? Dạ không phải sắp nhỏ. Cô Quỳnh nhắn về nói là cổ ở lại để xem duyệt binh. Bà Mười à? Dạ. Thưa bà cần chi? Ngồi xuống đây. Không đứa nào chịu ở nhà hết. Chú biết ông nhà tôi thích ăn món gì không? Dạ, ổng thích ăn món cơm chiên. Chính tay tôi làm. Đấy, ban cử đồng chí làm trưởng đoàn chỉ đạo cụm tư sản ngành dệt đó nhé, bắt đầu từ hôm nay. Alo, tôi Tu Hà ban cải tạo xin nghe đi. Tao cảnh cáo mày lần chót, nếu không thôi cái ban hàng cướp ấy thì liệu cái thần hồn. Tụi nó lại gọi cảnh cáo tiếp tục đấy. Như vậy đồng chí được cảnh cáo nhiều nhất ban rồi đó. Kinh nghiệm chúng chú ý tới ai nhiều là chúng sợ người đó nhất. Giọng này giống như giọng bà giáo bị bóp méo đi chú ạ. À, yên tâm đi, chỉ trong vòng 3 ngày nữa là tụi nó im họng hết. Anh ơi, anh hãy báo ngay cho con Hà biết. Sao? Tụi nó có thể mưu sát. Alo, cho tôi gặp cô Hà. Sao? Xuống bàn cải tạo quận 5 rồi hả? Thank you.
Chị cho em vào. Không được vào đây. Chị thông cảm cho tôi. Tôi là người có lỗi. Tôi chỉ cần vào nhìn thấy cô ấy. Không được.